Ngôn xin gửi lời chào cô chú anh chị nha. Hiện tại thì Ngôn đang có mặt tại nhà của hai bé sinh đôi bị mắc phải căn bệnh xương thủy tinh đó cô chú anh chị. Thì để hiểu rõ hơn câu chuyện thì Ngôn xin mời cô chú anh chị mình cùng vào thăm hai bé nha. Dạ. Tôi biết cháu nó đây là mười mấy năm á, khi cha nó còn sống nữa. Rồi cha nó hỏi tôi là bán vé số, nó đưa tôi 1 triệu, tôi phát đưa cho cháu nó 2 triệu. Tôi nói giờ nó là tiếng Bắc mà, người Bắc mà, cha hai đứa cháu là người Bắc. Tôi nói nếu mà đưa 2 triệu mà cháu mày cả đi á, thì chú chấp nhận là mất 1 triệu, còn nếu mà thiệt tình làm thì chú sẽ chấp nhận cho chú mới nói sao. Đấy, thì làm được mấy năm thì cha nó bị huyết áp ấy, chết Bị gì chứ? huyết áp, tụt huyết áp ấy, hay cao áp tôi không biết chừng đấy, mà là nó chết trên đường đi, rồi khi nó đang cất nhà đó. Ừ, cha nó đang đó. Tôi có lên cho nó mà, lên gia đình nó rồi mà, tôi lên gia đình bà nội có 2 cô rồi mà. Cảm ơn chú nha. Rồi, ok luôn. Dạ hai bé bé nào cũng hát được hết. Chị hỏi hai đem song ca nha, Hai bé song ca được. được không? Được quá, Hai bé song ca được. không đỡ thì trời Mắc cỡ. Vậy là tài mất cỡ hả? Dạ thành. Thành 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 mất cỡ, người tài có mất cỡ không? Tài vậy chứ mà Chú thấy nó hát nhạc trữ tình hay lắm mà. hơn. Đây mẹ đỡ Rồi vậy đó, rồi vậy là bạn. Rồi vậy coi. Ôi Rồi vậy đang tặng bài hát đó. Chân tay gãy miết mà nó cong vòng hết à. Giờ hai anh em tặng tặng bài nhạc khỏi 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 có nhạc được không? Tặng cho Hát Ngôn không? bài nhạc đi. Hai anh em hát bài gì hát chúng Có hát đi. cái này có mở mic chung là khỏi khỏi mở Cái bài gì ta, bài mà khỏi hát trắng. từ hát nghe bài gì? Cái gì có bài gì hát bài đó đi. Em ngồi đàng hoàng lên con, em ngồi đàng hoàng lên hát cho Em cô mắc chú cỡ nghe rồi. nè. Em vậy chứ mà Bà mắc em mày nó rồi. mạnh dạn hơn anh. Vậy đó. Là hai người sinh đôi ha. Hai anh em sinh đôi Ủa, ai anh là ai em chị? á. Thành anh. Thành anh. Tài em. Nhìn cái mái tóc nó cũng khác khác hả? Thành thì đeo 2 cọng dây. Mà mái tóc người thương đi. Trời, không mái tóc Về đâu mái tóc người thương Hát đi. bài về Mái đâu tóc mái người tóc thương người thương đi. đi con. Vô liền nói là vô nhạc liền. À, hồ lửa xa và đôi mắt nghe chiều nào xóa tóc ngựa bên thềm thấm ướt nhất là đâu có dám nói chết tâm tư lại tôi đưa qua bánh chữ mực luôn ơi đời lắm mong chân tay chắc tay trời đông lạnh gió lụa lấy ghê lâu kiếp tranh về không lối che giá cả ngăn niềm yêu thì tôi mơ ước chi nhiều bên nhau sao trên xa vạn lý cách biết mấy sương kia biết ngày đi mắt em sang biển sâu mắt tôi rung sợ lắng nghe tiếng pháo tiếng ai qua cầu đường phố buôn màu sao thiếu em chiều nào xõa tóc ngồi bên về nó vẫn không vui sống với em tôi xin gọi tên nghe tiếng lá rơi thay Cái này chắc cũng là thần đồng quá, ok thần đồng âm nhạc quá. Hát nhạc Chút nhiều nữa lắm cô cô mở cái chú thùng lên cho ca bằng cái micro thôi, khỏi khỏi cần nhạc làm bài thử đi cô. Dạ. Muốn nhạc còn được, muốn nhạc luôn ơi con, muốn khỏi nó rồi. khỏi nhạc được. khỏi nhạc Nhạc khỏi mình đang không được phép. Trời ơi, à, mình đang lên nhạc cũng sao. Dạ thì Ngôn xin gửi lời chào cô chú anh chị nha. Thì hiện tại Ngôn đang có mặt tại nhà của hai anh em là Thành Tài nha cô chú anh chị ơi. Dạ thì hai anh em ngày thường thì Thành đi bán vé Thành số cô chú anh Tài chị ơi. Dạ thì Tài bao nhiêu tuổi Tài?
13 tuổi. Thành con 13 tuổi. 13 tuổi ha. Thành 15 tuổi rồi á. Thành 15 tuổi. Còn Tài nè. Tài cũng 15 tuổi luôn. Dạ. Anh Tài sinh đôi. 15 tuổi hết. Anh đôi hỏi cùng tuổi rồi. Bạn áo cũng giống luôn nè, bạn đồ cũng giống nè. Tôi suy nghĩ giống không, cùng nhau không? Khác nhau ha. Người tánh nóng, người tánh nguội đúng không? Dạ đúng. Đâu? Em vậy chứ mà tánh nóng luôn anh. Còn bà nào nữa không con? Chưa, để ngủ đi cho bé. Nói nhiều. Cháu lúc mới sinh ra là vậy luôn sao anh? Cháu sinh ra nó nhỏ lắm. Không chỉ cần cái tiếng mình trồn cho lớn lên là được rồi. Một bài là đó. Rồi bài gì? Bài gột đi. Bài gột đi Tài. Con em biết bài gột đây bài nào. Con có bài gột Tài thích ca bài gì đó. Thường ca bài gì đó. Bài gì mẹ đi. Mẹ thì anh. Mẹ thì con không biết. Mẹ chỉ có anh thôi. Cái bài sao mà cứ để nó nhắc làm cái gì mà thấy ấy nó bài gì hai đứa hát hay con bài gì nhớ cha tên cha con không biết bài em đang nghĩ con bài nào anh biết là con hát à bài nào cũng được dạ. À, con thích con hát à rồi cứ con hát đi. Mẹ về quê nhà chính như con về từ nơi xứ người con mà bạn tung chờ đợi trong đêm mình có bờ cờ nhà mẹ nước bước chân cơ mẹ ơi nỗi đau mình có chỉ mong về nhà cha mẹ tôi nợ em tôi sẽ có quyền để mẹ cha cảm ơn cha xưa cõi tề cơm gia đình dù yêu mỗi ta nhưng không nhà vẫn ở người dù con rồi xa đi mong bạn thương đi con sẽ đưa cho mẹ cha sau các buổi ngày sau giữ nơi nơi này vô cờ tạm mượn dài mặt đi sau ông quyền cha mẹ yêu thương của con quá em này mẹ đi quá em mẹ tiếp bài đấy bài đó là sao biết thì con biết bài gì là mẹ thì bài nào con biết con hát bài đó hát bài chữ tình rồi chơi luôn quất luôn bảy đó con biết rồi tôi yêu chú tiểu như thời tôi yêu đeo đi quẹt dưới to xe nhẹ không có gì lại của ta quang ôm người ta cho niềm tình yêu như đường hát sao cũng được chứ mà về nhà nó cửa ngồi đây đi cô ngồi đây hát thăm ngồi đây con ngồi chung bé nè
Xong rồi cho mấy anh em con trò chuyện xíu nữa con. Cô kể về cái cuộc đời của hai bé. Dạ thì bé hồi khi sinh ra thì cháu nó cũng nhỏ lắm, nó bị từ trong bụng mẹ mà kiểu như là mình đi siêu âm chứ mà bác sĩ cũng không biết. Mà hồi đó là sinh ở bệnh viện Đắk Lắk á, siêu âm người ta cũng biết khi sinh ra là mới biết là cháu nó bị cái bệnh xương thủy tinh. Xương thủy tinh. Xương thủy tinh ha. Xương thủy tinh mà hồi kia nó nhỏ lắm, sinh ra hai cái chân nó cong lên tới ngực vậy nè, chứ không thể được cái giày đâu, mẹ bóp bóp ra mới được cái giày đó. Cho hai tới... chân cử động được không? Được, vẫn cử động được chứ mà cái hàng năm cứ hay gãy không, cháu chỉ có ngồi vậy thôi. Hiện tại cháu này nó bị cái gì chị? Cháu thành đúng không? Này là cháu tài. Tài, nó mới gãy chân cho nên mà nó không đi đi được mà sao gãy chị? Nó bị xương thủy tinh nó không có đi chứ không mà đi, nó cũng gãy, cũng gãy. Xương thủy tinh có nghĩa là xương nó mềm. Nó dễ vỡ đúng không? Để tôi nói là chú vừa hiểu là như xương mình thủy vậy. Dạ. Bây giờ chân con cắm đất này ấy là bật răng sao ấy. Quay lại. Giữa hai tay lên. Bây kia là cháu nó ngứa cái đầu lấy cái chân gãi đầu không? Đây là lấy chân gãi đầu luôn hả? Đâu gãi chúng con thử. Không, bây giờ là bởi thịt cái nhiều nó không làm được. Tôi nói mấy chú nghe kịp tôi nói này. Khi mà vợ chồng của cháu nó này nghe nó khi còn sống á nên bị nghi đầu đây bị lớn rồi quá xíu à còn hình này chút mà hình không cái hình đây con chỉnh con ấy máy nó bị xó hết rồi lớn bây giờ là hồi sinh ra hai anh em chưa được mới được con cái xấu con đứa được có 8 là cha mẹ mất lâu chưa chị? Cha mất năm nay là cũng 10 năm rồi. 10 năm bây giờ quê chị ở Đắk Lắk. Ở Đắk Lắk ha, rồi chị vào đây lâu chưa? Em thì em vào lâu rồi nhưng mà cũng ít bán đó, bởi cháu nó bệnh đó, nó bệnh nó có hay nghỉ nhiều nên đi bán. Như là trong thời gian cũng như là mình không bán rồi cái chi phí đó, rồi mình ăn uống rồi mình làm trăm tiêu thì mình kẻ có không kém hẹn làm đâu giờ biết làm sao được. Mình hỗ trợ gì không á cái thời gian đó? Không, kiểu như là mình ở này thì mà nói thằng thần này tại người ta quay người ta đưa lên mạng rồi là không ý là kêu cái thời gian đó đó nên địa phương thôi hiểu không là ví dụ là hỗ trợ là mỗi tháng mấy cháu nó bao nhiêu? Không có hỗ trợ hàng tháng thì cháu cũng được là 650. Người ta hỏi là mình có nói cho đi rồi đấy người ta đưa mạng này chỗ là không đúng sau này cũng như là một thời gian sau này bị mới đi bán vé số không từ khi cha nó mất là đi bán luôn. Mất hôm nay bao nhiêu năm rồi chị? 10 năm ha. Anh mất năm 2011. Lúc trước bà của bé là nghề gì? Cũng đi bán vé số luôn. Cũng như là bệnh mất. Bị bệnh xuất huyết não mất. Xuất huyết não. Cũng bán tại căn nhà này. Để nhà tán ở nhà không đây. Không ở đâu á, tại căn nhà này. Vì hai đứa. Bán đây luôn hả chứ? Tại đây luôn. Ở nhà đây luôn. Chú này là vợ chồng nó. Cái chú này là như là chú chủ nhà. Tôi là người thôi chú cũng thuê nhà số không phải là tôi chủ gì hết chú cũng bán giấy số nữa hả? Đúng rồi tôi là người bán mà chú là chủ bán giấy số thì chủ bán giấy số chị năm nay chắc cũng không lớn 43 tuổi nhìn chị còn trẻ mà chị thấy hai cháu còn nhỏ tuổi bé thương mẹ thương mẹ lắm. Ừ. Rồi hai con nữa làm gì nuôi mẹ ở đây? Nói kìa. Lúc mẹ già hai con làm gì nuôi mẹ? Bao nhiêu số là gì con? Bao nhiêu số thành? Lấy con được rồi. Mặc cỡ rồi. Bao nhiêu số không? Có được con? Cả. Bao nhiêu số nuôi mẹ đúng không? Bao nhiêu số nuôi mẹ không? Cả. Ừ. Ông bà ngoại còn không chị nè? Dạ còn bà không à? Ông cũng mất lâu rồi. Giờ thêm là nuôi bà nội. Chị ơi, đó là hoàn cảnh của hai bé sinh đôi. Thì để Ngôn sẽ cập nhật tin tức mới nhất cho cô chú anh chị được biết và hiểu rõ hơn về hai bé nha. Ngôn hẹn gặp lại cô chú anh chị ở một video kế tiếp nha. Còn bây giờ Ngôn xin gửi lời chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị.